Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục chuyến mọi người ơi. Rồi bữa đi xong hôm nay mà cái bãi nó cao quá. Rồi đi về một bữa là ơi mình mãi hết mọi người. Rồi bữa nay bắt đầu tiếp tục chuyến bãi đó nữa nha mọi người. Nghỉ cũng được 2 ngày mọi người. Cho bình phục lại sức khỏe ha. Rồi bắt đầu giờ lên trên bãi đó chuyến tiếp mọi người. Do hai ngày hôm nay cũng hơi đuối rồi bãi đó bước lên bước xuống cực quá mọi người, thì giờ nghỉ được 2 ngày, giờ lên trên bãi đó chuyến tiếp bữa đó coi ra sao nha mọi người. Giờ 5 giờ mọi người, 10 phút nữa 5 giờ rồi, thì giờ đồ đạc mình cũng xong xuôi hết trơn à, thì giờ mình quyết định lên trên bãi sông nay. Cái bãi bữa mình lên câu quá mọi người, thì và nói chuyện thêm bữa nữa. Ok, mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm thật nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Rồi, đi thôi mọi người. Rồi, hello, xin chào ngày mới tất cả mọi người nha. Nay mình đi câu mọi người. Nay giờ này mình lên tới chỗ rồi mọi người, tới bãi câu rồi nha. Giờ này 10 phút nữa 6 giờ mọi người. Thì ngày mới chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và may mắn ha. Thì mình mới vừa lên tới chỗ rồi mọi người. Lên cái bãi hôm bữa mình có ra video, mình mới ra cái video vừa rồi mọi người. Thì bữa đó mình câu cá cũng thấy ham quá, hôm bữa nay mình tiếp tục chuyến bữa nữa nha mọi người. Thì mình cũng tranh thủ mình đi sớm rồi, lên tới đây 6 giờ, gần 6 giờ, 10 phút nữa 6 giờ. Đồ đạc mình cũng đã chuyển xong hết rồi mọi người. Bây giờ mình tranh thủ ra cần nha mọi người. Tình hình nước hôm nay mọi người thì chắc có lẽ là lớn hơn bữa trước chút xíu. Cái bực này cũng cao lắm mọi người. Bực đây là lúc chỉ trên kia mọi người ơi. Xuống đồ cũng cực lắm nha. Mình ngưng 2 ngày mọi người. Thì do là cái bực này cao quá, bữa đó bước lên bước xuống về là sủ mình. Ê ẩm hết trơn luôn. Thì mình nghỉ 2 ngày. Bây giờ mình vô mình chiến tiếp nha mọi người. Thì ok mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm thật nhiều video hơn nữa cho mọi người xem nha. Đây bãi rất đẹp luôn mọi người. Bãi này bữa mình câu ok lắm nha mọi người. Bây giờ tiếp tục ra cần nha mọi người. Đây mọi người, không biết cái tàu kéo này kéo ơi cười cá ăn luôn, tàu kéo này cũng kéo dần đẩu đi đâu mà chạy nước ngược chạy không nổi cá luôn. Thank you.
rồi, dành bự nha. Cái tàu kia chạy ồn quá mọi người ơi. Càng mạnh đủ ghê. Dảnh hết bài luôn, dảnh có màu vàng luôn mọi người. Quá tàn dảnh nè. Dảnh bự ghê chưa, đây là dảnh con nào cũng lấy bự hơn bàn tay không mọi người. Đây quá đã con dảnh, con nào cũng lấy đã không dảnh nái không. Cá hàng mọi người, quá ghê hả, bự bự không lại được. Con này giống con mày vinh chứ không phải vinh mày lúi gì vậy mọi người, chứ không phải là mày dảnh nha. Con ổng lấy bằng bàn tay không, sướng ghê luôn. Ê trời ơi ghê không, đang bóp mồi cho cái cần xanh đỡ luôn. Mạnh à, mạnh à, chín à. Chưa à, chạy chưa à. Trời ơi, nó tiếng bởi vì chạy thì ghê luôn. Đây mọi người, lâu kiến nha, tàu ngầm. Câu sông Đồng Nai, câu Kỳ An thì cũng có tàu ngầm hết trơn. Cái này cá ăn mạnh mọi người, một đó máy hết pin đang hay đi. Vàng luôn, quá đã cho mọi người, đánh bự nha. Thank you.
đây nha mọi người, rảnh nữa nha. Cần kia nó cũng ăn kìa, cần kia ăn trước đó mà sao nó đá con cái nó im luôn. Cá. Đây nha mọi người, dẫn thôi nha. Giật cần ghê, ăn nó giật cần hơn cá dánh. Đây mọi người, em cá he nha, nhỏ. Còn cá ở dưới. Ôi, ra là ra ra cái gì được kìa. Cú phi, cú phi chả bá luôn mọi người, cú phi nha, đã chưa. Bởi vậy nghe anh Mạnh anh giật ghê quá. Cá ăn mọi người, dẫn nha mọi người. Nãy giờ lâu lắm mà cá im re luôn, không ăn luôn. Giờ mới thấy ăn được cái. Dẫn nha mọi người. Cá nè, đang gom về mọi người, kiểu mưa rất rắc rồi mọi người, mưa râm râm. Dẫn nha mọi người. Gầm quá trời luôn. Mà lấy cá lên về mọi người, tối lắm luôn. Mình tranh thủ
Nãy mưa lâm râm râm đó, giờ chỉ mưa đen thui hết trơn à. Có gì vậy nhà mình đổ ra nha mọi người. Đổ ra cho mọi người xem ha. Chắc cũng cỡ bằng bữa trước không mọi người. Cái này chắc 3-4 kg. Không bằng bữa trước đâu. Rồi. Rồi tranh thủ về mọi người. Rồi tình hình này về tới nhà nha mọi người. Quá trời mưa luôn rồi, mọi người. Mưa vừa leo lên bực xong là mưa tới. Về gần tới nhà mới hết mưa. Không thấy đường chạy luôn. Đây có cá nha. Rồi, mình quá ngày hôm nay đây mọi người. Chắc cũng cỡ khoảng chừng 3 kg mọi người. Lau kiến, ruột phi, cái dảnh, dảnh con nào con lấy bự bự không bằng tay mình không mọi người, đây, cái he, ruột phi cũng cỡ bằng tay vậy, dảnh con nào con lấy bự bự không à, dảnh nái nái không à. Rồi ok mọi người, thì thành quả ngày hôm nay cũng được như đây ha, cỡ gần 3 kg nha mọi người, thì mọi người yêu quý thì cho mình xin một like, một lượt chia sẻ cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình làm thật nhiều video nữa cho mọi người xem nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người vào video sau ha mọi người. Rồi bye bye.